tại lễ viếng đoàn đại biểu tỉnh ủy do đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã lên dân hương dân hoa trước đại tổ quốc ghi công thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Ipinia, phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đắk Lắk trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn lên dân hoa, dân hương và viếng. Đoàn đại biểu Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn lên dân hoa, dân hương và viếng. đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cho đồng chí Hợp Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân phận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn lên dân hoa, dân hương và viếng. Tiếp theo là đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đoàn đại biểu đại diện cho khối lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đoàn đại biểu đại diện cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố buôn ma thuột đoàn đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên dân hoa và viếng sau khi dân hương dân hoa và viếng trước đại tổ quốc ghi công các đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ hiện nay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh là nơi yên nghĩa của hơn 2.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến và làm nghĩa vụ quốc tế Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động truyền thống hàng năm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tại Đắk Lắk nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả.